Hi mọi người, hôm nay mình sẽ làm món thịt cừu nướng giác vàng nha. Nghe có nhiều bạn nói là món này ăn rất là hôi luôn nên mình cũng muốn ăn thử. Mình mua nửa ký thịt cừu của Úc nha mọi người. Thịt rất là mềm luôn. Sẽ rửa với nước màu trắng hoặc là nước màu đỏ để cho nó hạn chế cái mùi hôi. Rồi mình làm cái sốt ốc thịt nè. Mình cho vào đây 3 muỗng tỏi băm, 2 muỗng cà phê hương thảo, 3 muỗng cà phê dầu ô liu. Rồi thêm cái gia vị để chuyên ướp thịt cừu, thịt bò, thịt gà nè mọi người. Rồi mình trộn đều cho hỗn hợp nó hòa quyện với nhau nha. Rồi mình cho vào thịt mình ướp nha. Thoa đều trong 2 lần rồi để trong vòng 10 tới 15 phút cho nó thấm vào thịt rồi bắt đầu mình nướng hoặc là đem đi chiên. Mình sẽ nướng để cho nó ngon hơn á mọi người. Còn ai không có lò nướng thì có thể sử dụng cái chảo gas để mình áp chảo với bơ nè. Nấu cũng tương tự như làm thịt bò áp chảo thôi. Cái này là mình có cho thêm một tí bột ớt cho cái màu nó đẹp hơn á. Mình nướng bằng cái nồi chiên không dầu nhà mình nha. Nồi chiên của mình thì nướng có kim hấp luôn nên sẽ không có bị khô thịt nè. Sau 10 phút thì cái món thịt của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ giác vàng lên nha. Cái vàng này là vàng thực phẩm có thể ăn được cho mọi người, tăng cái độ đẹp mắt hơn, nhìn cái món nó ăn nó cũng ngon hơn. Sau khi ăn mình cảm nhận thì cái thịt cừu này ăn ngon hơn thịt bò tí nha, không bị khô cũng không quá dai luôn. Do là mình làm kỹ nên cái mùi hăng nó cũng đỡ nữa. Mà cái phần gia vị mình cho hơi nhiều nên cái phần ở ngoài nó hơi mặn một tí, nhưng mà không sao, ở phần trong của thịt thì rất là béo và ngon và thơm nữa. Mỡ cũng xen kẽ một tí xíu, xương thì rất là nhỏ và thịt thì cực kỳ mềm nha. Cái này mình chỉ làm một nửa thôi, còn một nửa thì mình sẽ áp chảo với bơ để coi ăn như thế nào và mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người trong những clip sau nha.